Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu, anh Thư lại được trở lại rồi đây. Một tuần đã trôi qua thật nhanh và bây giờ chúng ta lại được gặp nhau trong Võ Thuật TV. Tuần vừa rồi thế giới võ thuật có gì đáng chú ý? Nếu các bạn chưa kịp theo dõi tin tức trong một tuần vừa qua thì hãy để anh Thư điểm lại cho tất cả các bạn trong Võ Thuật TV ngày hôm nay nhé. Now, here we go! Sáng 14 tháng 6, ngày hội gia đình Family Day, một hoạt động của chương trình huấn luyện võ thuật đặc biệt cho trẻ em Saigon Kid Warrior mùa 2 đã diễn ra tại cả hai điểm tập trong không khí vui tươi và tràn đầy năng lượng. Nhằm khuyến khích các chiến binh nhí hăng say tập luyện hơn nữa, ban tổ chức Saigon Kid Warrior đã tổ chức ngày hội Family Day vào sáng thứ 6, ngày 14 tháng 6. Family Day vẫn là một buổi học kỹ năng võ thuật kết hợp với các trò chơi vận động. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ, phụ huynh sẽ tham gia tập luyện cùng các chiến binh nhí để khích lệ tinh thần các em. Ở độ tuổi thiếu nhi, gia đình là điều quan trọng nhất. Chính vì lẽ đó, Family Day được tạo nên với mong muốn gắn kết cha mẹ và con cái. Tham gia tập luyện cùng con cái sẽ giúp các bậc phụ huynh đồng cảm với con nhiều hơn. Bên cạnh đó, các bé sẽ có được những khoảng thời gian vui tươi bên người thân của mình, thấy được sự yêu thương của gia đình dành cho mình. Từ đó, các bé sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, biết yêu thương và chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Tối ngày 20 tháng 6 tại Nhà văn hóa Thanh niên, giải vô địch Muay Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đã chính thức được khai mạc. Đây là giải đấu lớn và quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu của Muay Thái nước nhà. Giải vô địch Muay Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2019 là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa Thể thao Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức với mục đích tạo sân chơi cho các vận động viên cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn những vận động viên ưu tú tham dự các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế, đặc biệt là SEA Games 30 tổ chức vào cuối năm. Giải đấu lần này được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao với hơn 150 vận động viên từ 18 đơn vị trong và ngoài địa bàn thành phố. Trong số các vận động viên tham dự có nhiều võ sĩ thuộc hàng top của Việt Nam và đã khẳng định được tên tuổi của mình, trong đó như kiện tướng Lâm Hồng Võ Lê Thị Hồng Đào, Quỳnh Hà Vũ Hiếu, nữ võ sĩ giữ hai đai vô địch Muay thế giới, hay Nguyễn Thị Thanh Trúc, người được biết đến với biệt danh Nữ Hoàng Muay Thái. Một điểm hấp dẫn của giải đấu lần này là việc bên cạnh nội dung đối kháng thường thấy thì các vận động viên sẽ có thêm phần thi biểu diễn với những đòn đánh vô cùng mãn nhãn và đẹp mắt và những điệu múa đặc trưng của Muay Thái. Bên cạnh đó, giải đấu cũng được tổ chức ở không gian ngoài trời thoáng đãng tại sân 4A của Nhà văn hóa Thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu. Chuyển sang các tin tức quốc tế, boxing thế giới cuối tuần qua tập trung vào trận đấu giữa Tyson Fury và Storm Swar. Storm Swar là tay đấm khá trẻ, năm nay mới 25 tuổi. Hiện tại, anh đang có 24 chiến thắng, trong đó có 16 trận thắng bằng KO và cũng đang là đương kim vô địch của WBO Intercontinental. Đây là lần đầu tiên Swar thi đấu ở Mỹ và cũng là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp boxing của anh. Đáng tiếc, những gì anh thể hiện trong trận đấu này khá mờ nhạt và không thể hiện được điều gì nhiều. Dù có thể hình gần bằng Fury, nhưng anh vẫn phải dùng mặt để đỡ đòn trước những cú chớp nhanh như chớp của Fury. Trận đấu thực sự quá ngắn, Swar thua toàn diện về kỹ thuật lẫn sức mạnh. Anh không thể tìm ra câu trả lời cho trận đấu này và phải chịu đòn suốt trận đấu. Đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp. Trước một tay đấm láo cá và đầy kinh nghiệm như Fury thì khả năng chiến thắng cũng rất thấp. Việc Fury chọn Swar làm đối thủ đã khiến cho nhiều fan boxing không hài lòng, vì Swar là tay đấm hạng 56 thế giới, được đánh giá bởi trang web uy tín Boxrec. Còn Tyson Fury là tay đấm cùng đẳng cấp với nhà vô địch WBC Deontay Wilder. Trái ngược với hình ảnh gã điên trên võ đài, Conor McGregor mới đây vừa ghi điểm trong mắt công chúng khi anh đã xây dựng 8 ngôi nhà cho người vô gia cư. Theo trang The Sun, McGregor nói: "Chúng tôi có 8 căn nhà đã gần hoàn thiện với 3 phòng ngủ và được thiết kế cho hộ gia đình. Nó nằm ngay quanh các khách sạn ở thủ đô, dành cho những người không có lấy nổi một nơi ở cho riêng mình." Là một trong những vận động viên nổi tiếng và giàu có bậc nhất thế giới hiện tại, nhưng Conor McGregor vốn xuất thân từ tầng lớp lao động ở Ireland. Chính anh cũng đã có thời gian chật vật với cuộc sống của một người thợ sửa ống nước vào giai đoạn đầu làm võ sĩ trước khi trở thành siêu sao của UFC. Chính vì lẽ đó, McGregor vẫn giữ được tấm lòng nhân ái và đồng cảm trước những mảnh đời khó khăn. Một tin buồn với làng võ thế giới, Liên đoàn Karate Thế giới vừa xác nhận thông tin võ sĩ Navid Mohammadi qua đời trong tai nạn giao thông ở quê nhà Iran. Ở tuổi 18, Navid Mohammadi là vận động viên đầy hứa hẹn của làng Karate Thế giới, võ sĩ trẻ đi vào lịch sử của môn thể thao này khi giành huy chương vàng trong lần đầu dự Olympic trẻ. Thông báo có đoạn, Navid Mohammadi lái xe một mình,
bị tai nạn vì mất lái sau khi tăng tốc ra khỏi đường hầm Kosa ở Tehran rạng sáng ngày 6 tháng 6. Võ sĩ trẻ ra đi mãi mãi chỉ 8 tháng sau khi vô địch Olympic trẻ thế giới. Có báo cáo cho rằng chiếc xe của Mohammadi đã bị hỏng khi ra khỏi đường hầm Kosa dẫn đến vụ tai nạn, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Một tin tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian vừa qua là việc siêu sao nhạc pop Justin Bieber thách đấu với ngôi sao của Hollywood Tom Cruise. Cụ thể, Justin Bieber gần đây đã dừng chuyến lưu diễn của mình và cho biết sẽ giải quyết các vấn đề cá nhân. Sau đó, anh đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội khiêu chiến với ngôi sao của Hollywood Tom Cruise. Chủ nhân của Hit Story đã viết: "Tôi muốn đối đầu với Tom Cruise trong lồng sắt. Này Tom, ông hãy chấp nhận đối đầu đi, nếu không ông chỉ là một kẻ nhút nhát và thật sự đáng xấu hổ. Đơn vị nào dám đứng ra tổ chức không?" Dòng trạng thái của Justin Bieber ngay sau đó đã trở thành tâm điểm của mạng xã hội, và lập tức chủ tịch UFC là Dana White đã lên tiếng đáp trả lời đề nghị của ngôi sao 25 tuổi. White cho biết Bieber đã gọi điện cho ông để đề nghị thi đấu. Chủ tịch UFC cho biết nếu cả hai nghiêm túc, UFC sẵn sàng mở đường cho trận đấu lịch sử này. Về phía Tom Cruise, anh năm nay đã 57 tuổi và là ngôi sao trong làng phim hành động. Vai diễn được biết đến nhiều nhất của anh chính là trong loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, không phải là một trận chiến trên võ đài MMA hay là một trận đấu boxing thu hút được sự theo dõi của chúng ta, mà lại là cuộc chiến bên lề giữa ngôi sao nhạc pop Justin Bieber và ngôi sao điện ảnh Tom Cruise. Trong khi chúng ta biết đến Justin Bieber là một ngôi sao nhạc pop được triệu người yêu thích, thì Tom Cruise lại được khán giả biết đến bởi vì những bộ phim của anh. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, Võ Thuật TV sẽ cùng các bạn điểm qua những bộ phim đáng nhớ và đáng quên nhất của Tom Cruise nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo chân anh Thư. Trong hơn 30 năm sự nghiệp đóng phim, siêu sao Tom Cruise góp mặt trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh. Có những vai diễn xuất sắc để đời, nhưng cũng có những vai thất bại đáng quên. Sau đây, hãy cùng Võ Thuật TV điểm qua những tác phẩm đáng nhớ và đáng quên trong sự nghiệp của Tom Cruise. Số 1. Collateral năm 2004. Đạo diễn Michael Mann đã đem đến cho Tom Cruise một cơ hội quý giá để tỏa sáng trong phim hành động xuất sắc này. Khán giả đã được chiêm ngưỡng một Tom Cruise trong vai sát thủ giết người không gây tay nhưng có tâm lý đầy phức tạp. Được xem là một tác phẩm súng ống hay nhất đầu thập niên 2000, Collateral đã giúp cho cả hai tài tử là Tom Cruise và Jamie Foxx tỏa sáng. Ngoài ra, bộ phim còn đem về cho Jamie Foxx đề cử Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Số 2. Minority Report năm 2002. Bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg đã được xếp vào danh sách những tác phẩm hành động tạo được tiếng vang đầu thập niên 2000. Minority Report kể về một tương lai không xa, trong đó cảnh sát có thể ngăn chặn các vụ án đẫm máu trước khi chúng xảy ra. Tom Cruise và vai sĩ quan John Anderton bị mắc kẹt trong một âm mưu tội phạm phức tạp. Số 3. Mission Impossible Ghost Protocol năm 2011. Đây là phần thứ tư của loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi do đạo diễn Brad Bird, người nổi tiếng ở dòng phim hoạt hình, lần đầu chỉ đạo. Chiến dịch bóng ma đã trở thành tác phẩm thành công nhất có doanh thu cao nhất trong loạt phim này. Trong phim, Tom Cruise có cảnh quay rất đáng nhớ tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai. Số 4. Eye of Tomorrow năm 2014. Tác phẩm khoa học viễn tưởng của đạo diễn Doug Clayman dựa theo cuốn tiểu thuyết All You Need Is Kill của Hiroshi Sakurazaka có sự góp mặt của Tom Cruise, Emily Blunt và Bill Paxton. Ban đầu, Brad Pitt là lựa chọn hàng đầu của hãng Warner Bros. Cho vai chính William Kay. Sau đó, tài tử này từ chối do trùng lịch. Cơ hội được trao cho Tom Cruise và nam diễn viên 57 tuổi đã tận dụng vai diễn thú vị để tỏa sáng. Số 5. Mission Impossible 1 năm 1996. Nói về sự nghiệp của Tom Cruise, không thể bỏ qua phần đầu tiên nằm trong loạt phim đình đám Nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù ở bộ phim đầu tiên, kỹ xảo điện ảnh CGI không thể so sánh với những phần sau này, nhưng vẫn mang tính biểu tượng cao trong sự nghiệp của Tom Cruise. Tác phẩm này cũng góp phần khẳng định vị thế siêu sao của anh. Số 6. Mission Impossible 5 Rogue Nation 2015. Phần mới nhất của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi tuy không vượt qua được thành công thương mại của các phần trước nhưng vẫn được đánh giá rất cao.
Trong phim do Christopher McQuarrie làm đạo diễn, Tom Cruise tự thực hiện một cảnh quay bám vào cánh cửa máy bay vô cùng nguy hiểm. Số 7, War of the World năm 2005. Bộ phim khoa học viễn tưởng được nhào nặng bởi bàn tay của phù thủy điện ảnh Steven Spielberg và đạt thành công lớn về thương mại. Diễn xuất của Tom Cruise cũng được đánh giá tốt, tuy nhiên giới phê bình và khán giả lại chỉ trích cái kết quá dễ dãi của bộ phim. Số 8, Mission Impossible 3 năm 2006. Đạo diễn J.J. Abrams đã thổi một làn gió mới vào loạt phim nhiệm vụ bất khả thi đã có dấu hiệu xuống dốc ở hai phần. Trong loạt phim Ethan Hunt của Tom Cruise không chỉ là người hùng hành động mà còn là người đàn ông của gia đình. Nhìn chung, phim được đánh giá cao nhưng không đạt con số doanh thu phòng vé thực sự ấn tượng, gần 400 triệu USD trên mức đầu tư là 150 triệu USD. Số 9, Night and Day 2010. Bộ phim hài hành động pha yếu tố lãng mạn này hoàn toàn không được đánh giá cao về mặt nội dung, thậm chí bị chê tơi tả ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, màn thể hiện đáng yêu, ăn ý của hai ngôi sao Tom Cruise và Cameron Diaz đã cứu được tổng thể của bộ phim. Tom Cruise vẫn rất duyên dáng trong những cảnh hài hước. Số 10, Top Gun năm 1986. Bộ phim mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của Tom Cruise vì đây là tác phẩm đỉnh cao cuối cùng của nhà làm phim nổi tiếng Tony Scott. Dù ở nội dung không mấy ấn tượng, nhưng tại thời điểm đó, những pha hành động mãn nhãn của các chiến đấu cơ trên không cùng dàn diễn viên hấp dẫn, cộng thêm những cảnh tình cảm rước ác đã tạo nên một tác phẩm ấn tượng trong thập niên 1980. Hiện tại, Tom Cruise và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer vẫn hy vọng sản xuất phần tiếp theo cho bộ phim. Số 11, Jack Reacher năm 2012, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của One Shot. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết One Shot của nhà văn Lee Child, Jack Reacher có thể được xem là một bộ phim hành động tương đối khác biệt trong số rất nhiều các vai diễn của Tom Cruise. Nam tài tử đã hoàn thành tốt chứ không hẳn là xuất sắc hình tượng của một người hùng đơn độc. Ra mắt trong thời điểm anh vừa ly hôn, bộ phim cũng không đạt doanh thu như kỳ vọng. Số 12, The Last Samurai năm 2003. Vai đấu sĩ Samurai trong tác phẩm lịch sử chiến tranh lấy bối cảnh thuộc cuộc minh trị Duy Tân của Nhật Bản là một vai diễn đặc biệt và hiếm thấy của Tom Cruise. Bộ phim được đánh giá tốt, đặc biệt là cảnh chiến trận ở những phút cuối và đạt thành công thương mại. Tuy nhiên, The Last Samurai gây nhiều tranh cãi bởi cách mô tả nền văn hóa Nhật Bản. Số 13, Oblivion năm 2013. Đây là một bộ phim có hình ảnh rất ấn tượng, kỹ xảo điện ảnh và tạo hình của Tom Cruise đều hoàn hảo. Tuy nhiên, nội dung phim hời hợt, lặp lại ý tưởng của nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng đi trước. Phim cũng chỉ đạt doanh thu hơn 286 triệu USD, một con số không làm hài lòng các nhà sản xuất khi đã đầu tư hơn 120 triệu USD. Số 14, Mission Impossible 2 năm 2000. Đạo diễn huyền thoại của Hồng Kông, Ngô Vũ Sâm đã thất bại nặng nề khi góp tay vào loạt phim hành động nổi tiếng này. Phim đầy những cảnh cháy nổ mang tính thương hiệu của Ngô Vũ Sâm, nhưng kịch bản nhạt nhẽo và có quá nhiều tình tiết phi logic. Số 15, Jack Reacher Never Go Back năm 2016. Nếu như phần 1 của Jack Reacher được đánh giá ở mức trên trung bình, thì sang đến phần 2, khán giả hoàn toàn thất vọng. Tiếp tục được chỉ đạo bởi Edward Wick, Never Go Back nhạt nhẽo và hoàn toàn không có gì đáng nhớ. Điều duy nhất cứu vãn bộ phim là diễn xuất ăn ý của Tom Cruise và cô đào xinh đẹp Cody Smulder. Và cuối cùng, số 16, Day of Thunder năm 1990. Ít khi được nhắc đến trong sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise, tác phẩm này bị chỉ trích là thiếu sáng tạo, chỉ lặp đi mô típ của Top Gun. Kính thưa quý vị và các bạn nghĩ sao về khả năng đánh nóng của Tom Cruise trong các bộ phim vừa qua? Và nếu thật sự như Justin Bieber và Tom Cruise sẽ thượng đài thì các bạn sẽ nghiêng về phần ai? Đừng quên cho anh Thư biết bằng cách like và comment bên dưới video này. Và nếu thấy sản phẩm này hay thì hãy like và subscribe kênh của Võ Thuật.vn để ủng hộ cho anh Thư cùng với ekip của mình nhé. Còn bây giờ, anh Thư xin chào và hẹn gặp lại!